anh mặc vô ở đây nè nè, cái áo chống đạn đúng không? Ừ. Xong rồi đi. Rồi. Một khoan chưa cho nó này, khoan nó này. Quấn này lại nữa. Nè, nói cho anh biết đây là có cây súng này nha. Đây là có súng. Đây cây nào thấy không? Ừ. Cây này cái bát cách nè, ba toan nè ha. Ừ. Súng ba toan. Ngót cái này vô. Dữ dàng luôn ha. Này là đeo vô cái này nè. À. Quá dữ. Ừ. Rồi móc đâu? Móc đáng lẽ này móc mà tao bụng mình bự quá. Móc cái kéo gì ra móc được chứ. Bụng bự kéo xuống nữa. Vậy sao móc được nặng quá, không được. Để không, không được hả? Để mở ra cái nút cuối cùng cho nó. À. Mở đó ra nút cuối cùng hả? Cảm giác sao anh Cường? Nặng. Nặng hả? Áo giáp mà áo bắn chống đạn mà phải không? Chống bảo vệ mấy cái vùng nguy hiểm hơn. Anh cứ dịnh đi, anh cứ dịnh vậy đi, ba không thấy được. Hả? Anh cứ dịnh vậy đó. Mà áo giáp đeo súng ngầu như trái bầu. Hóp bụng vô được mà. Để vậy đi. Ừ. Được không? Đó. Đấy. Đẹp. Món làm cành đào. Ngon lành luôn. Đó. Ừ, súng mình đi bắn là súng nào? Có sẵn luôn. Hả? Cây. Cây hả? Bắn súng ngắn hả? Cỡ hai cây trong người kìa. Cây súng đây nữa hả? Ừ, cây đó nữa. Đây cây đó cây. Đây ha. Em đây hai cây nè, đây nữa nè, là ba cây. Ba cây. À, như có đồ chơi rồi, là đạn mình đem theo bắn luôn hay là lo đó mua đạn? Lo đó mua. Vô đó mua đạn hả? À, à, dạ. Em có membership thì nó lấy giá discount. À, dạ. Rồi. Này, cái đạn của bên cảnh sát xài là cảnh đạt đặc biệt. Nó có đạn pin luôn hả? Đầy đủ. Súng này có đạn pin luôn nè. Cái vụ đi phải không? À, nó đem đi. À, ông đem chĩa. Thì nhiều chĩa thấy bóng vô em chĩa người ta đó, làm giờ là nó cháy mất liền. Đúng rồi. Cháy mất. Phải không? Nó cháy mất xong nó mình mới lập thịt nó bắn. Bắn bắn nó như dùng bụng. Thấy cái này anh thấy không? Em đã không chịu đưa ngay mặt anh mà anh thấy đã thấy muốn cháy mất rồi thấy không? Đúng rồi. Đó đúng rồi. Thấy không? À. Nó mạnh á. Cái pin mạnh quá mạnh. Ừ. Nhưng mà mình không muốn lâu quá là tại sao? Tại mình để mà lâu quá đó. Nó nhìn ánh sáng của mình, nó bắn ánh sáng mình chá nó cái cho nó. Ban đêm mà, mình chá cái tự nhiên mà mắt nó bị chá liền. Bị chá liền. Chá liền. Rồi xong mình trả lại mình mắt mình lên đây. Cái này ban đêm nó có dạ quang nó nổi lên. Thì đây á là một cái clip gọi là dùng để mà chia sẻ cái cảm nhận coi như là mình chỉ cho Nhật Cường cách cầm súng, cách bắn súng ở trong indoor chứ không có ngoài cái ý gì hết nha. Và cái đây là tự nhiên là mình cũng không có muốn quay YouTube cho mọi người biết này nọ, thành thử là mình là làm nghề cảnh sát, thành thử đây là coi như là anh em quá thân thuộc với nhau, thành thử là chia sẻ những cái lưu niệm, cái kỷ niệm để sau này còn mở ra để mà coi, để mà nhìn thấy những cái kỷ niệm của mình chứ không có ngoài mục đích gì hết. Cho nên thành thử nếu mà quý vị có coi á, thì cũng đừng có chê bai nào là cách ông đó không đúng cầm súng, cách ông này thế nọ. Nói chung đây là coi như cái thân mật như người nhà đi, chứ đừng cái gì mà khách sáo ghê gớm hơn nha. Đó, thành thử đây là anh em mới đi tập, dùng từ là tập bắn súng. Giờ nói như là đầu tiên mình cầm cơ súng là cái tư thế là cái đầu, anh thấy cái tay mình nào không? Rồi. Mình đẩy sát lên đây, nắm đây để ở đây. Ừ. Còn ngón tay trỏ của mình đẩy thẳng, mình đừng khi nào mình chuẩn bị bắn mình mới, tại từ đây nó xuống xài xuống cò nó chỉ có 1/4 giây thôi. À. Mình không cần phải đẩy, đẩy mà vô cò đó chạy là nó cướp cò. À đúng rồi. Thí dụ đi, em đang chạy đi phải không? Bị dắt gì? Dắt gì cướp cò thôi. Đúng rồi, nguy hiểm. Đúng rồi. Thành ra là mình vàng. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà trước khi đó luôn luôn xuống đợi trên trời hay gì đó. Okay. Cái nòng súng đó đúng là mình phải bỏ vô đây nè, dưới đây. Nhưng mà khi mình ra súng rồi đó là mình đã muốn bắn người rồi. À. Thì ra súng đó thì có nhiều cái giống như là thí dụ ban đêm em đi vô nhà mà nó nhà có trộm đi phải không? À. Em
em vô là chạy tới, tại vì bây giờ mình biết là mình có mục đích rồi, mình có mục tiêu rồi. Còn nếu mình không mục tiêu nữa thì mình để vậy, để nó hướng xuống đất thôi, lỡ mà có chuyện gì thế chỉ là sẽ cò xuống đất thôi, cò xuống đất thôi. Hôm nay mình chỉ chờ được nó gỡ chuyện gì để bắn súng đạn bay trời, tại đạn bay trời cũng đạn cũng rớt xuống, đúng rồi, cũng bắn quá dạ, thì đó, dạ. Giờ lát nữa mình vô bắn thử ba khẩu này thôi gì đúng không? Ba cây đủ rồi. Ừ. Rồi giờ anh em mình đi. Okay. Bắn gì đi luôn hả? Tháo ra chứ. Súng ngắn. And one number 11 target. Súng gù lô. Súng gù lô. 9 mil and 3 number 8s. I'll need initials right there. Ở đây cũng có bàn ghế nơi coi giải trí TV rồi uống nước rồi hoặc là bánh chiếc rồi vô trong đây là nơi mình bắn à. Vô phòng này nơi tập bắn ok đúng rồi đây nó có tấm bảng luôn. I think basically that's it for now. That's it? Alright, so I'm gonna have you on lane 9. Thank you, okay. Lane 9. Make sure he doesn't go on the stall or anything. Yeah. 3 tấm. Okay. Đó, tức là mình múc đây cũng được nè, múc đây. Ê. Put this ear plug on, go. Okay. So put this one on first, and then put that one on. Đeo nè. Mang cái nhỏ vô trước rồi mang cái đó vô. Nhét cái cục này. Nhét được rồi. Nhí nhí này nè, đó. Nút sát vô luôn nè. Dễ ù lắm đó nha. Thế luôn nè. Đây là thông thông anh làm vậy anh xây nhỏ lại phải không? Cái nhét vô. Cái tự nó nở ra. À xây nhỏ rồi. Đó. Xong gì nè, chùm vô đúng không? Nó cái hơi không có lên nó mờ kiến. Yeah. Ở đây khỏi cần đeo mặt nạ. Quần cam. Ngon lành. Quần cam không cần phải đeo mặt nạ. Anh thích anh đeo nó thôi. Không nghe gì hết. Không nghe gì hết rồi. À mở ra hả? Quần cam có sự tự do. Ủa chưa cắm hả? Không. Đó, mở ra. Rồi chúng ta bắt đầu đi vô thôi. Mình là lane số 9, mình vô lane số 9, mình quay lane mình thôi, đừng quay lane của người ta nha. Đúng rồi. Lọc cầm lên xem. Cầm vô lọc. Vô. Đưa cho lọc đeo vô. Cái gì đúng không? Xanh mặt đây con. Cũng thích. Hai múc cái đạn trước. Múc. Bim bim bim. Đó thì nhắn. Đó. Nhắn tấm bảng bia để bắn. Đó. Đó. Quay cái này là bao nhiêu mét? 5 mét nè. 5 mét chứ hả? Ừ để. Gần quá không? Cái gì? 5 mét gần lắm nhưng mà để ra đi. Xong lên mấy trăm mét rồi bắn dễ chúng. Ok, thì từ từ đi, em để cho ra thôi. Hả? Súng á, mình cây súng mình không có đem xuống đó, súng mình phải để trên đây. Đúng rồi. Rồi á. Cái loại nào ít giật nhất? Cây này ít giật nhất. Ít giật nhất. Là... bắn từ ít giật đến giật. Súng em là không có khóa. Súng cái nào có khóa, súng nào cũng nào cũng có đạn hết á. Vì đơn giản coi ha. Súng đạn cảnh sát nè. Không có khóa. Không. Súng em cây nào cũng có đạn sẵn đây hết.
Nếu mình về trước đây á, bây giờ trong đây là cái nè. Bỏ vô đó làm gì? Đạn này, đạn này đạn làm việc của em. Đạn làm việc là sao? Để cho tao biết chứ. Để gì cũng đạn. Đạn của họ với đạn mình nó khác nhau chỗ nào? Đạn mà bắn chơi nè. Đạn ở đây bắn chơi. Bắn chơi vẫn bắn chết người nhưng mà đạn bắn chơi phải không? À. Hai viên đó sao? Nè cái đầu. À cái đầu đạn là khác đúng không? À, đạn bắn chơi. Cảnh sát. À cái đích. Có chữ Ferrero. Tháo là hết. Cách nạp đạn đúng làm. Khoan bên nạp lên đây nạp đạn được. Đi là lên bây giờ qua bên đây nạp đạn. Bưng đạn qua đây đi. Đây phải hơn phải không? Qua bên đây nạp đạn. Bên này chỉ qua. Đường này ra nạp đạn rồi cái viên thứ nhì á anh đẩy viên này tay ngón tay cái anh đẩy viên này xuống không còn này nhớ đạn này 9 ly đạn này đạn 40 khác hai cái súng nó hai cái nào nó bờ khác nhau tập ráp coi khó khăn à nó có thế của nó. Yeah. Bây giờ mình chỉ bằng đạn nạp tiếp nè. Chuyên nghiệp khác. Bắp. Bắp á, cho anh đẩy mấy viên. Lần kali á, mà người dân thường á, chỉ có được 10 viên thôi. Anh là cảnh sát. Cảnh sát khác hả? Nè băng đạn này 22 viên nè. Dân thường không? Dân thường mà có mấy này là bị bắt. Anh biết hai viên anh thấy hai viên đạn này khác nhau không? Viên này là đạn 9 ly, viên đạn đạn 40 9 ly chút xíu. Này là 9 ly. 9 ly này 40. 40. 40 bự hơn. 40 bự hơn. Bự hơn. Đầu đầu, đầu 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 à với đầu mập hơn. Cái súng này 40 nè thấy không? Con này 9 ly nè. Ok, đầu tiên đem nạp. Bắn cái này anh thấy này làm không bây giờ em làm vậy giờ nhắm mắt rồi phải không nhắm mắt vẫn nạp được nè anh thấy không thí dụ bắn mình đâu quay đâu trong đêm hôm tối cầm vậy gừ gà đâu biết coi nhầm phải không không cần đạn được mũi súng lúc nào cũng chĩa xuống dưới đây mà nạp giật cái vậy cái đó anh nhận giật nó lên đạn nhảy lên nòng bây giờ nòng gì mà súng này không phá súng này giờ bắn là bóp là bắn đó bóp là bắn. Rồi giờ anh thử nạp đạn cái này đi cũng giống vậy thôi cái này cái này đầu tiên cái mũi chuyển đây nha rồi ngón tay mình đừng có gì đúng không rồi. Đẩy mạnh vô bây giờ anh bắn là nó vô cái gì luôn bây giờ đem đó giờ anh bắn thôi ok đó. À, dưới là cái cổ for longer and be out of the game.
súng là nó có đạn sẵn rồi, có rồi hả? Không có khóa gì, anh giờ cầm lên là bóp cò đó. Gì? Bóp cò bắn hay không? Ừ. Cái giữa gì không? Ừ. Nhìn đây nè, rồi qua đây, nhìn đây qua đây. Đó, giờ thấy rồi đó. Đây là gì? Để nó giật tự nhiên, em đừng có làm gì hết á. Nó giật mạnh dễ sợ. Ngay tâm luôn đó. Bây giờ mình vô Mini Cooper đi. Vô Mini Cooper. Chưa kẹt nè. Mini Cooper. Số 5 nha, số 5 cái hình nhỏ. Đó. Hình nhỏ nha, 8 phát nha. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, tức là mình đạt thành tích là 1, 3, 4, 5, 6, mém vô luôn được, còn hai viên này nữa. Một viên. Hết đạn rồi. Dính viên nào? Heo rồi. Heo cầm thành tích nữa. Cho ngoài đường hả đây? Nói chung là qua tới đây đã thư giãn. Nó ù tai quá. Qua trời quá đất. May là mình nhét hai cái cục này rồi đó. Đeo cái này vô luôn. Cầm giùm cái cho hai người vô nói chuyện lượt luôn. Nó cũng ù ù quá. Ai trời ơi. Sao bắn thấy sao anh Cường? Cái cảm nhận này nó cũng bình thường đối với anh. Quan trọng là lọc thôi. Tại vì anh đã từng bắn cái này ở bên Outdoor Indoor, ở bên Houston rồi, Texas rồi. Giờ em bắn sao? Em này em lần thứ hai. Lúc đầu cầm thì nó hơi rung, tay là 7-8 năm mà chưa cầm à. Hồi xưa cũng có vừa bắn thì nói chung là vừa đi vừa nói chuyện ha. Rồi nói đi. Không sao, nói chung cái cảm nhận thì lúc đầu hơi rung, mà sau khi viên thứ hai, viên thứ ba rồi đó là bắt đầu nó quen à. Đó, nó quen rồi thôi, coi như là mình thấy thích nghi rồi, cho nên thấy không sợ nữa. Đúng rồi à. Anh thì cảm giác bắn đã tay, nhưng mà hồi đó sẽ bị mỏi tay, mà không mắt mình nó sẽ bị mờ đi, giống như mình nhìn qua hai cái điểm cái rùi á, nó bị lệch đó. Nhưng mà thực chất là bắn cái độ chính xác mình cũng được cao, cũng rất vui nè. Cứ lâu lâu có dịp đi qua đây mà cứ tập bắn súng như vậy biết tay nó cũng quen à. Đúng rồi, thành ra mình phòng bệnh đó, hơn chưa bệnh đúng không? Dạ đúng rồi. Có cái điều hay thôi, cái clip nó cũng dài rồi thôi, giờ Cường với Lộc Lê cũng tạm biệt mọi người. Không quên chúc cả nhà mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn cho cuộc sống, bình an, hưởng một cái mùa xuân vui vẻ, luôn luôn nở nụ cười trên môi. Nhớ đăng ký subscribe theo dõi cho kênh Nhật Cường và Lộc Lê Vlog nha. Ok, bye bye. Cảm ơn. Bye bye. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Video mới nhất phát lúc 20 giờ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Mời quý vị đón xem.